quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Từ tháng 11, nhiều chính sách thiết thực liên quan trực tiếp đến người lao động có hiệu lực. Bộ Y tế phê duyệt hai loại vaccine COVID-19 cho trẻ em. Các nhà trường ở tỉnh Hưng Yên sẵn sàng điều kiện đón học sinh đi học. Bài toán nguồn vốn tái sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hòa Bình, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác chính phủ đã thị sát kiểm tra thực địa công trường nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng trong bối cảnh khu vực bị ảnh hưởng của mưa kéo dài nhiều ngày qua. Mưa kéo dài tại khu vực công trường kèm theo địa hình giữa hai khe tụ thủy làm đất bão hòa nước trong thời gian dài, dẫn tới hiện tượng sạt trượt đất đá tại một số điểm gần hố móng công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. An toàn đập chính và các công trình quan trọng xung quanh không bị ảnh hưởng, không có thiệt hại về người, thiết bị thi công, nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. EVN và các đơn vị cam kết sẽ xử lý, đảm bảo an toàn cho công trường, tiếp tục theo dõi để giảm thiểu những thiệt hại từ thiên tai, đảm bảo tiến độ thi công công trình. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, yêu cầu thận trọng và đánh giá đúng nguyên nhân, không nóng vội trong giải quyết vấn đề, trong khi thời gian tới còn phải tiếp tục thi công với khối lượng lớn hơn nhiều lần, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Thủy điện Hòa Bình và các công trình trong khu vực. Công trường thì chúng ta phải đặt mục tiêu, đặt tiến độ và cũng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho em công nhân. Đấy, trách nhiệm của công trình phải là. Thế và cái trách nhiệm của chúng ta trong cái giải pháp tổng thể thì lại cũng giống như thế thôi. Nhưng chỉ có điều là nghiên cứu kỹ và cái mục tiêu nó phải rõ ràng, trách nhiệm nó phải rõ ràng và cho toàn bộ cái quá trình hình thành nhà máy sau này. Công trường thì chúng ta phải đặt mục tiêu. Trước mắt, Phó Thủ tướng nhất trí với kiến nghị của các nhà khoa học và các bộ ngành tạm dừng thi công trên công trường, thực hiện các giải pháp ngăn nước mưa đổ dồn vào khe nét, khẩn trương giả soát, đánh giá kỹ lưỡng lại toàn bộ quá trình thiết kế thi công. Ở Việt Nam, tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em hàng đầu, chỉ sau đuối nước. Vì nguyên nhân đó, vụ pháp chế Bộ Y tế, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã tổ chức hội thảo các quy định liên quan tới y tế trong dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, với đề xuất việc cấm trẻ em dưới 12 tuổi ngồi ghế trước, buộc trẻ em dưới 4 tuổi phải ngồi ghế trẻ em. Đối với đề xuất trẻ em dưới 12 tuổi hoặc người có chiều cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế với tài xế, các chuyên gia cho rằng vị trí ghế trước chịu nhiều lực tác động hơn khi xảy ra tai nạn. Hơn nữa, khi túi khí bung ra với vận tốc có thể lên tới 300 km/h, cơ thể trẻ em có phần lưng và cổ rất yếu nên dễ xảy ra chấn thương nghiêm trọng. Do vậy, khi xây dựng một bộ luật mới, cơ quan chức năng cần quy định rõ về tiêu chuẩn kỹ thuật ô tô để có thể lắp ghế an toàn cho trẻ, đồng thời cần quy định chất lượng ghế an toàn bán ra thị trường. Ngoài ra, Cục Cảnh sát Giao thông cũng xin ý kiến của các chuyên gia y tế về việc hạ độ tuổi tài xế xe khách trên 30 chỗ, xe container từ 27 tuổi xuống 24 tuổi như các nước trên thế giới. Việc này nhằm phát huy thế mạnh lao động, dân số vàng để phát triển kinh tế. Trong tháng 11 năm 2021, nhiều chính sách mới liên quan mật thiết đến quyền lợi người lao động sẽ có hiệu lực. Trong đó có hai chính sách quan trọng người lao động cần lưu ý. Theo quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, sau khi nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi, mà thấy cần phải điều chỉnh thông tin, thì muộn nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin để gửi lại danh sách cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong vòng 20 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp. Như vậy, ngày 10 và ngày 30 tháng 11 năm 2021 là hai mốc thời gian quan trọng trong tháng 11 để người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Theo nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch COVID-19, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ vận tải và các sản phẩm, dịch vụ xuất bản, dịch vụ điện ảnh, truyền hình, ghi âm, xuất bản âm nhạc, tác phẩm, nghệ thuật và các hoạt động dịch vụ văn hóa thể thao, vui chơi giải trí. Mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau. Doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30%
mức thuế suất, thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 30%, mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng. Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11 năm 2021 trên toàn quốc. Theo đó, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cho phép sử dụng hai loại vaccine COVID-19 là Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Các địa phương sẽ tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ tại các cơ sở tiêm chủng cố định, điểm tiêm lưu động và trường học. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cho phép sử dụng hai loại vaccine COVID-19 là Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, do vấn đề về nguồn cung vaccine, tới đây các tỉnh thành sẽ được cấp một loại vaccine là Pfizer, sử dụng tương tự như người từ 18 tuổi trở lên, liều lượng 0,3ml mỗi liều, lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 đến 4 tuần. Vaccine sử dụng đúng là vaccine có thành phần mRNA của hai nhà sản xuất là Pfizer BioNTech hoặc là Moderna sản xuất vaccine này để cung ứng chúng ta tiêm chủng cho trẻ em và được sự cho phép của Bộ Y tế Việt Nam. Thì cái thành phần mRNA của virus hoàn toàn không có tương tác với ADN của người. Thế cho nên chúng ta không có nguy cơ gây ra rối loạn biến đổi gen và như vậy là cái ảnh hưởng về lâu dài như là ảnh hưởng đến bệnh ung thư hay là những cái rối loạn vô sinh vân vân mà các anh các chị cũng như là các bậc phụ huynh đang lo lắng, thì cho đến hiện nay chúng tôi chưa tìm thấy cái mối liên quan. Hiện nay trên thế giới đã có 36 quốc gia sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Số liệu nghiên cứu của các quốc gia đã tiêm cho trẻ thì tỷ lệ mắc viêm cơ tim ở trẻ sau tiêm rất hiếm gặp, không đáng lo ngại. Tổ chức Y tế Thế giới cũng có những cái khuyến cáo là tiêm cho trẻ dưới trên 12 tuổi, nhưng mà đặc biệt lưu ý đến nhóm trẻ có bệnh nền, các nhóm bệnh như là bệnh bẩm sinh hoặc bệnh mạn tính và có những cái phản vệ độ 3 ở bất kỳ dị nguyên nào và nghe tim phổi bất thường, thì đấy là những cái mà cho các cháu phải tiêm bệnh viện. Đối với những trẻ có bệnh lý nền, các bệnh lý mạn tính sẽ được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các bệnh viện. Mỗi trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn, đủ liều sẽ góp phần tạo miễn dịch cộng đồng vững mạnh cùng với cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện bình thường mới. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31 tháng 10, sau 3 ngày tiêm vaccine Pfizer mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 216.000 trẻ em. Trong hơn 216.000 trẻ em đã được tiêm vaccine, có gần 155.000 trẻ 16 và 17 tuổi, hơn 61.000 trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng theo quy định. Sở Y tế đề nghị các cơ quan tiêm chủng phân loại và có chỉ định tiêm chủng đúng đối với trẻ em được khám sàng lọc trước tiêm. Đặc biệt, Sở Y tế cũng nhấn mạnh các đơn vị không tự ý chỉ định tạm hoãn tiêm vaccine nếu không thuộc các trường hợp đã quy định, nhằm tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận với vaccine sớm. Đối với những trẻ em có các vấn đề về sức khỏe thuộc nhóm chống chỉ định, trì hoãn hoặc phải chuyển sang khám sàng lọc tiêm chủng vaccine COVID-19 tại bệnh viện thì sẽ được ngành giáo dục lập danh sách để chủ động trong việc mời tiêm, tổ chức tiêm cho những nhóm này. Thần tốc truy vết, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm là những biện pháp cấp bách mà tỉnh Hà Giang đã và đang triển khai ngay khi liên tục ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Lực lượng y tế đã test nhanh được gần hàng chục nghìn mẫu, truy vết tất cả các F0 và F1 để phân tích yếu tố dịch tễ, chủ động ngăn chặn dịch. Thành phố Hà Giang cũng đã yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư nêu cao tinh thần chống dịch với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, khu dân cư là một pháo đài chống dịch. Trước tiên thì là phường phải kích hoạt cái tổ COVID cộng đồng, trang bị băng đỏ để đi tuyên truyền vận động nhân dân ở yên tại nhà, nhà cách nhà, xóm cách xóm, tổ cách tổ. Để việc điều tra truy vết đạt hiệu quả, đối với trường hợp đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế đã truy vết lịch trình di chuyển của F0. Tìm tất cả những trường hợp F1, nhanh chóng tổng hợp các yếu tố dịch tễ để có cách xử lý cách ly tập trung hay cách ly tại nhà. Chúng tôi quyết tâm với tinh thần chiến thắng rất cao, đi truy từng ngõ, gõ từng cửa nhà và xét nghiệm tất cả các đối tượng và tất cả các mọi người dân trên địa bàn của thành phố Hà Giang
từng địa điểm quan trọng ở trên thành phố để truy vết được hết nguồn gốc của nguồn lây. Trên tinh thần không hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh khi ứng phó dịch bệnh, Hà Giang đang dồn hết sức sàng lọc đối tượng một cách nhanh nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm một cách diện rộng về vấn đề xét nghiệm để và cái thứ ba là phân loại những đối tượng nào chúng tôi tập trung, đối tượng nào có thể cách ly tại nhà, đối tượng nào có thể phải tập trung. Đây là vấn đề chúng tôi đã hết sức là phân tích trên cơ sở tức là cái điều kiện của thành phố Hà Giang. Thế do vậy là hiện nay chúng tôi đã có những phương án để tránh tình trạng là chúng ta quá tải. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Giang vẫn tiềm ẩn những diễn biến hết sức phức tạp. Hà Giang tập trung tổng lực kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây, khoanh vùng dập dịch trong trường hợp ngắn nhất, không để phát sinh ổ dịch mới. Tỉnh bám sát nghị quyết 128 của chính phủ, không thực hiện phong tỏa các địa phương mà chỉ tiến hành phong tỏa khu dân cư, khu vực hẹp với tình hình hiện nay. Cách ly y tế các đối tượng phù hợp để giảm khu vực phải cách ly, đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Song song với việc dạy và học trực tuyến, các trường học tại tỉnh Hưng Yên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Từ đầu năm học mới đến nay, ngày nào giáo viên trường mầm non Quảng Lãng huyện Ân Thi cũng chia ca tới trường. Không đón trẻ tới lớp, không giảng dạy trực tuyến, nhưng phòng học thiết bị, đồ chơi vẫn luôn gọn gàng, vệ sinh. Nhiều vật dụng trang trí bị hỏng trong thời gian được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung đã được bổ sung sửa chữa. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày đón trẻ trở lại trường. Trường lớp lúc nào cũng tổng vệ sinh, lau chùi khử khuẩn và cái đồ dùng trang thiết bị y tế của nhà trường nó luôn luôn đầy đủ, cũng không có cái gì là cái bỡ ngỡ cả. Khi giáo viên tiêm đủ 2 mũi vaccine thì sẽ sẵn sàng các điều kiện để đón các con đến trường. Chúng tôi họp đưa ra những cái ý tưởng hay để thiết kế những cái bài giảng để củng cố cho các con kỹ năng mà vệ sinh và phòng dịch khi các con quay trở lại trường. Tại trường Trung học phổ thông Minh Châu, huyện Yên Mỹ, hơn 90% giáo viên đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Số còn lại cũng đã được tiêm mũi 1. Để có thể đón học sinh trở lại trường ngay khi thầy cô đáp ứng điều kiện về tiêm chủng, nhà trường đang tích cực chuẩn bị. Nhiều khả năng khi học sinh đi học trở lại sẽ phải chia ca, chia lớp, nên ban giám hiệu tập trung xây dựng kế hoạch, lập thời khóa biểu, cân bằng giữa dạy kiến thức mới và ôn tập kiến thức học trực tuyến, đồng thời chú trọng các biện pháp phòng dịch, sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh, công trình nước sạch. Chuẩn bị các cái thiết bị về máy đo thân nhiệt, về cái khẩu trang cũng như là các cái khu rửa tay vệ sinh ở các nơi để cho các em đi đến trường theo cái sự phân luồng, tránh cái hiện tượng là các em đi tập trung, tổng vệ sinh ở các nơi, phun khử khuẩn ở các cái khu vực mà để chuẩn bị cho các em là sẽ đến trường một cách mà an toàn nhất. Các nhà trường đã sẵn sàng nhưng học sinh vẫn chưa thể tới trường. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho giáo viên. Bởi đến hết tháng 10 năm 2021, còn khoảng 20% giáo viên bậc trung học phổ thông, 60% giáo viên từ bậc mầm non đến trung học cơ sở chưa được tiêm mũi 2. Huyện Cát Tiên là một trong 4 địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò vào cuối tháng 7. Nhưng đến nay, nhờ tăng cường công tác phòng chống dịch và tiêm phủ vaccine trên diện rộng, nên địa phương đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Theo đó, trong thời gian qua tại Cát Tiên đã có hàng trăm con bò mắc bệnh viêm da nổi cục. Ngành nông nghiệp đã tập trung khoanh vùng dập dịch, tránh để lây lan trên diện rộng. Thực hiện biện pháp phòng bệnh chính là tiêm vaccine và tiêu diệt vật chủ trung gian truyền lây bệnh như ruồi, muỗi, côn trùng hút máu. Song song với việc áp dụng tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, kiểm soát vận chuyển trâu bò giữa các vùng. Đồng thời đã tiến hành tiêm gần 9.000 liều vaccine ngừa viêm da nổi cục, đạt gần 100% trên tổng đàn trâu bò của địa phương. Tính đến nay, địa phương đã qua hơn 30 ngày không vaccine bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Hiện nay, thời tiết biến động bất thường cho sức khỏe đàn vật nuôi và tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã và đang có các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.
Do thời tiết mưa lớn kéo dài, nhiệt độ giảm mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển lây lan. Các loại mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao ở phạm vi rộng, đặc biệt đối với dịch tả lợn châu Phi. Mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường, lây lan nhanh rộng, nhu cầu vận chuyển giết mổ tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật các tháng cuối năm tăng mạnh nên nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Vì vậy, để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các địa phương và người chăn nuôi cần triển khai thực hiện có hiệu quả tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 25 tháng 11 năm 2021. Trong đó, tập trung chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh sát trùng khu vực chuồng nuôi và xung quanh khu vực giết mổ, đồng thời tiếp tục tiêm bổ sung các bệnh nguy hiểm cho đàn gia súc gia cầm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều nông sản của Lâm Đồng đã khó khăn về đầu ra. Nhiều nhà nông đã phải bỏ hoặc cho không sản phẩm của mình canh tác được. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, nông sản đã có thị trường tiêu thụ, nông dân muốn tái sản xuất thì lại thiếu vốn đầu tư. Lời giải nào cho bài toán trên? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời qua phóng sự sau. Bà Nguyễn Thị Thanh Liêm, nông dân thành phố Đà Lạt, trước đây chỉ quen với việc trồng hoa, nhưng do không thể tiêu thụ được trong đợt dịch vừa qua, nên bà đã phải chuyển sang trồng rau ngắn ngày với hy vọng có được nguồn thu cho kinh tế gia đình. Tuy nhiên, sự đầu tư của bà cũng như nhiều nông hộ khác còn khá dè dặt vì một phần thiếu vốn sản xuất, phần khác họ còn lo ngại do thị trường đầu ra chưa thực sự ổn định. Thay vì bữa trước là mình làm một sào nhà kính nhé, nhà sắt á, thì nó hết khoảng chừng cỡ 140-160 gì đó, và bữa nay nó phải trên 200, thì cái đó thì nó quá cao rồi. Cái tình hình mà khi mình có làm lên được á, thì giờ nếu là cứ bị tình trạng này nó dài quá thì không biết khi nào mình thu mình lấy được cái vốn đó, mà tiền thì mình phải bỏ ra một lúc. Thực hiện nghị quyết số 63 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững, những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, hiện có 16 ngân hàng đã thống nhất nguyên tắc tiếp tục giảm lãi suất cho vay lên đến 1% trên một năm trong các tháng cuối năm 2021 đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, các nguồn vốn chính sách và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức tín dụng khác cũng vận dụng tối đa các nguồn vốn để hỗ trợ hội viên, thành viên của mình có được nguồn vốn để phát triển sản xuất. Đặc biệt, nguồn vốn này nông dân được vay vốn tín chấp mà không cần tài sản đảm bảo. Một số cái nguồn vốn mà nhất là cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân mà của Trung ương thì chúng tôi cũng phải có cái giải pháp. Thứ nhất là gia hạn, đề xuất gia hạn. Thứ hai nữa là hỗ trợ thêm các cái nguồn vốn để cho nông dân phát triển, tiếp tục phát triển sản xuất để mà có cái nguồn vốn trả nợ. Nông dân và các doanh nghiệp Lâm Đồng đã chịu nhiều tổn thất trong các đợt dịch bệnh COVID-19 vừa qua, nhưng họ cũng đã thực sự đoàn kết, nỗ lực, tương trợ lẫn nhau và đồng hành cùng cộng đồng, chung tay chống dịch bằng những chuyến xe yêu thương trên những hành trình thiện nguyện. Và hiện nay khi dịch bệnh đã được cơ bản kiểm soát, thì bên cạnh sự vươn lên từ nội lực, nông dân, doanh nghiệp Lâm Đồng cần sự tiếp sức từ các chính sách hỗ trợ, trong đó quan trọng nhất vẫn là nguồn vốn vay ưu đãi và các giải pháp tín dụng phù hợp. Sau sự cố rác từ trên cao tràn xuống gây ách tắc dòng suối và vườn cà phê của các hộ dân, đại diện nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt cho biết đang tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố sạt trượt rác tại bãi chứa rác thải của nhà máy do mưa lớn kéo dài. Tại khu vực tiếp giáp với nhà máy xử lý rác Đà Lạt đã xảy ra việc sạt lở đất và trượt rác trên diện tích khoảng gần 100 m². Hiện trường sạt trượt rác có độ dốc lớn, kéo dài từ trên đồi cao, chảy tràn xuống lòng suối cạn, gây thiệt hại một số diện tích cà phê của hai hộ dân trú tại xã Xuân Trường bên dưới. Theo biên bản ghi nhận hiện trường của cơ quan chức năng, có khoảng 50 tấn rác đã tràn xuống suối làm dòng chảy bị chặn lại, đất và rác bị sạt lở tại vị trí trên. Các bên liên quan và hộ dân có diện tích canh tác bị ảnh hưởng đã đưa ra các biện pháp khắc phục tạm thời, có sự thỏa thuận giữa các bên dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Hiện đơn vị quản lý nhà máy đã tiến hành xăng lưới thép B40 để thu rác, không để chảy theo dòng suối phát tán ra khu vực sản xuất rộng lớn ở phía hạ du. Cùng với đó có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt kiến nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm đưa phương tiện, máy móc cơ giới vào hiện trường để khắc phục, xử lý nhanh và kịp thời điểm sạt lở do mưa kéo dài gây ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.